Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Điền Người Xứ Nghệ sẽ hướng dẫn các bạn về cách chỉnh hành trình của chiếc cửa cuốn. Như các bạn đang thấy thì chiếc cửa cuốn này đang chuyển động lên phía trên, và khi đạt đến một độ cao nhất định thì chiếc cửa cuốn này sẽ tự động dừng lại. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là vì sao chiếc cửa cuốn này lại tự động dừng lại được, và liệu chúng ta có thể điều chỉnh được cái kích thước độ cao của cái cửa mở ra này hay không? Mình biết rằng rất nhiều người mong muốn điều chỉnh lại được cái kích thước độ cao của cái cửa mở ra này để đạt được kích thước phong thủy theo cung tốt trong thước lộ bán, với hy vọng là có một cuộc sống và làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Theo mình được biết thì với bất kỳ một chiếc cửa cuốn nào cũng đều có ít nhất là hai chiếc công tắc hành trình dùng để khống chế hành trình chuyển động của cửa cuốn. Đây là hai chiếc công tắc hành trình đó. Cái bên này là cái dùng để khống chế hành trình chuyển động lên, còn cái bên này thì dùng để khống chế hành trình chuyển động xuống. Bình thường thì tiếp điểm của những chiếc công tắc này thì ở trạng thái thương động, có thể cho dòng điện chạy qua. Còn khi bị tác động, tức là cửa chuyển động lên đến trên cung hay là dưới cung, thì cái lầy của công tắc này sẽ bị tác động vào và cặp tiếp điểm bên trong sẽ mở ra cắt điện cho động cơ dừng lại. Bây giờ các bạn cùng quan sát lúc cửa chuyển động lên thì qua hệ thống bánh răng chuyển động làm cho cái trục vít này quay theo và làm cho hai cái bánh xe này thì chuyển động tình tiến sang bên trái. Khi cửa chuyển động lên vị trí trên cung thì ứng với vị trí, cái bánh xe này sẽ tác động vào cái lầy của công tắc hành trình, làm cho cái công tắc hành trình này mở ra và cắt điện cho động cơ dừng lại. Nếu như chúng ta muốn thay đổi điểm tự động dừng của chiếc cửa cuốn khi chuyển động lên phía trên, thì chúng ta dùng tô vít hoặc là dùng cơ lê để nới vặn cái vít hàm này ra. Sau đó chúng ta xoay vặn vào cái bánh xe này để điều chỉnh cái bánh xe này. Nếu như chúng ta vặn theo chiều ra xa chiếc lầy của công tắc thì cửa sẽ lên càng cao. Và ngược lại, nếu chúng ta xoay vặn cái bánh xe này lại càng gần với cái lầy của chiếc công tắc thì cửa sẽ dừng lại càng thấp. Sau khi chúng ta đã điều chỉnh và bấm thử được cái cửa dừng lại ở vị trí ưng ý nhất thì chúng ta siết vặn cái vít hàm này lại. Còn ở chiều ngược lại, khi cửa chuyển động xuống phía dưới thì cái bánh xe này chuyển động tình tiến về phía bên phải, tiến về để tác động vào cái công tắc hành trình này. Khi tác động vào cái công tắc hành trình bên phải này thì tiếp điểm của cái công tắc sẽ mở ra và cắt điện cho cửa cuốn dừng lại. Tương tự như cách chỉnh ở hành trình chuyển động lên phía trên thì đầu tiên chúng ta cùng cần phải xoay vặn cái vít hàm này ra. Sau đó thì chúng ta cùng xoay vặn vào cái bánh xe này để điều chỉnh cái điểm dừng khi chúng ta đóng cửa xuống, cửa chuyển động xuống phía dưới. Sau khi chúng ta đã cân chỉnh được vị trí cửa dừng lại một cách ưng ý nhất thì chúng ta cùng vặn vào cái vít hàm này để khóa chặt cái vít này lại, không cho bánh xe này quay. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem ký hiệu của hai cái công tắc hành trình này trên sơ đồ nguyên lý của mạch điện cửa cuốn. Xin mời các bạn cùng tham khảo. Khi xem xong video này thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.